mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube của Mac Home. Ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng mái Nhật được Mac Home thiết kế thi công trọn gói do gia đình nhà anh Phạm Hồng Việt, địa điểm là tại 141/2, khu 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Đây là công trình mà gia đình nhà anh Việt đã và đang cùng với là các kiến trúc sư và kỹ sư của Mac Home làm việc trong suốt thời gian vừa qua. Thế như các bạn đã thấy đấy, xong hồ sơ thiết kế thì gia đình nhà anh rất là ưng ý, bởi vì các thiết kế của Mac Home khi mà làm lên luôn mang trong đấy cái sự chi tiết và mang trong đấy rất nhiều tâm huyết của các kiến trúc sư thiết kế. Nên các bạn xem qua các thiết kế của Mac Home, các bạn thấy nó rất là đẹp, rất là đẳng cấp và không có đơn vị nào có thể làm được ra những cái thiết kế như thế này. Thì trước khi đi vào trong chi tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu, chúng tôi đến từ Mac Home. Mac Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công trọn gói hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mac Home đang là đơn vị tiên phong và còn là đơn vị duy nhất có thể bao thầu trọn gói trên toàn quốc. Các bạn nào yêu thích kênh chúng tôi nhớ nhấn nút đăng ký màu đỏ và nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới hàng ngày, những kinh nghiệm chia sẻ thi công thực tế và những đơn giá vật liệu mới nhất hiện nay. Bạn nào ở xa hay bên nước ngoài liên hệ qua số line chúng tôi là 0964458858 hoặc là 0828133333. Đây là hai số chúng tôi có Zalo, có thể tư vấn cho quý vị và các bạn bất kể ngày hay đêm, thứ bảy hay là chủ nhật đều có nhân viên túc trực. Ngoài ra bạn nào muốn truy cập vào trong website của chúng tôi thì các bạn truy cập theo đường link là thiết kế thi công trọn gói.com với liền không dấu, hoặc là các bạn click vào trong cái đường link ngay phía dưới video, để trong đấy thì chúng tôi cũng có để sẵn đường link để các bạn dễ truy cập. Thì trong này Mac Home đang chạy rất nhiều chương trình, ví dụ chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng, đây là một trong những chương trình khi mà ra đời được rất rất nhiều người đón nhận, bởi vì chương trình này đã giúp cho rất nhiều người không có đủ tiền, không có nhiều tiền nhưng vẫn sở hữu được những căn nhà đẹp. Ngoài ra thì chúng tôi đang bắt đầu áp dụng cái hệ thống Mac ID, đây là một trong những hệ thống tích điểm và các bạn sẽ được nhận rất nhiều cái phần quà. Nếu như bạn nào là thường xuyên theo dõi kênh của Mac Home thì các bạn sẽ thấy rằng chúng tôi luôn up những người đạt giải thưởng, có từ giải khuyến khích, giải 2, giải 3, những giải mà chúng tôi tri ân khách hàng bằng tiền mặt sẽ tự động tích hợp vào trong thẻ Mac ID này, và các bạn sẽ có được cái chế độ chăm sóc khách hàng một cách đặc biệt. Khi các bạn là sở hữu dòng thẻ này rồi, các bạn chỉ cần gọi điện lên hay là trong ngày nghỉ lễ, ngày sinh nhật, ngày Tết nhất thì chúng tôi sẽ chăm sóc, tư vấn hay là sẽ hỗ trợ hoặc là tặng quà đến quý khách hàng. Đấy là những khách hàng ruột, khách hàng thân thiết của Mac Home. Quay trở lại mẫu nhà hôm nay, các bạn thấy rằng đây là một công trình mái Nhật mang phong cách hiện đại. Thì trên cái công trình này thì các bạn thấy được cái vẻ sang trọng thanh thoát lên từ những cái phần trang trí. Công trình có lối tiếp cận là ngũ cấp, thì bao giờ cũng vậy, tôi cũng khuyên các bạn rằng lối đi lên ít nhất các bạn phải làm cho tôi 5 cấp trở lên. Chứ còn nếu như chúng ta làm một cấp hay làm tam cấp, các bạn sẽ thấy tỷ lệ công trình nó sẽ rất là xấu. Toàn bộ phần chân đế thì chúng tôi ốp cái phần đá ngoài trời. Phần đá này nó có tác dụng là nó sẽ giúp cho chúng ta không bị vấy bẩn khi mưa. Còn nếu như các bạn sơn trực tiếp xuống nền thì sau này khi mà trời mưa xuống thì toàn bộ cái phần bụi bẩn nó sẽ hắt lên trên tường, sẽ làm nó rất là xấu về mỹ quan. Công trình được sử dụng toàn bộ hệ cửa sổ và hệ cửa đi là cửa nhôm hệ sinh pha cao cấp, kính là kính an toàn hai lớp 8 ly 38. Thì ngày nay thì đối với lại khí hậu Việt Nam thì người ta thường hay sử dụng những cái dòng cửa nhôm hệ này, nó đã thay thế hoàn toàn cho cái dòng cửa gỗ tự nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn biết rằng là dòng cửa gỗ tự nhiên chúng ta sẽ không được bền, không được bền. Nếu như thời tiết chúng ta nóng ẩm và khắc nghiệt thì các bạn thấy rằng cửa, những cái phần cánh cửa gỗ chúng ta sẽ bị cong vênh, co ngót và bạc màu rất là nhanh. Một số cái phần điểm nhấn của chúng tôi như thể là phần sân chơi ở phía bên ngoài được sử dụng, phía trên là tấm kính cường lực và phía dưới là phần đúc đổ khuôn bằng bê tông. Ngày nay thì các bạn có thể sử dụng khuôn bê tông hoặc là các bạn sử dụng các vật liệu ngoài trời, đều tạo nên được cái sự thẩm mỹ khá là tốt cho công trình. Đây là góc nhìn từ phía bên tay phải qua, thì các bạn thấy rằng những cái nhịp điệu, những cái ngôn ngữ hay là cái màu sắc của công trình được lặp đi lặp lại, được bổ trợ cho nhau. Trong thiết kế người ta gọi là tông sập tông, tức là nó sẽ bổ trợ phần trước đến phần sau, phần bên hông đến phần trên mái, toàn bộ nó đều có những cái màu sắc, những cái vật liệu nó được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Và một cái điểm đặc biệt ở trong công trình này là chúng tôi sử dụng cái dòng kẻ chỉ. Đây các bạn thấy đây, kẻ chỉ này, kẻ chỉ nó hiện lên trên đầu cột, nó sẽ giúp cho công trình của chúng ta nó thanh toát hơn, hiện đại hơn và có điểm nhấn nó đẹp hơn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta hãy xem qua cái phần mặt bằng bóc tách mái công trình này. Đây là mặt bằng bóc tách mái tầng 1. Thì trong tầng 1 các bạn thấy rằng chúng ta có một phòng khách này, một liên thông với khu vực bếp và phòng ăn, liên thông với cầu thang. Ngoài ra thì chúng ta sẽ liên thông với khu vực phòng ngủ, phòng dành cho ông bà ở dưới tầng 1, có nhà vệ sinh khép kín ở bên trong. Đây là một góc khác để các bạn dễ hình dung hơn.
Lên trên tầng 2 thì chúng ta có một khu vực sân chơi, một phòng thờ và có 3 phòng ngủ, trong đấy lại tiếp tục có một phòng có nhà vệ sinh khép kín. Mới thoạt nhìn chúng ta thấy là phòng này đang là phòng vệ sinh chung, thì lát đã đi vào xong chi tiết các cái phần hồ sơ kỹ thuật để chúng ta xem có đúng hay không. Chúng ta hãy xem qua cái phần hồ sơ kỹ thuật kiến trúc của công trình. Thì trước hết thì các bạn sẽ xem cho tôi cái phần mặt bằng tổng thể. Đây là phần mặt bằng tổng thể công trình, hay còn gọi là mặt bằng định vị công trình. Thì trên cái phần mặt bằng này thì các bạn sẽ biết được cái kích thước của khuôn viên khu đất, cái lối tiếp cận hướng của công trình. Thế nên là cái phần này là phần cực kỳ quan trọng, rất nhiều đơn vị người ta thường bỏ qua cái phần này. Thì phần này các bạn sẽ được kiểm tra qua bằng flycam, sau đấy sẽ được đo đạc lại cẩn thận ở trên map bản đồ và ở trên bìa đỏ, cũng như thế là khớp nối với lại phần thực tế công trình. Công trình này có kích thước vô cùng lớn, một chiều 40 mét dài, một chiều là 36 mét sâu. Đấy, như vậy các bạn thấy rằng khuôn viên khu đất rất là lớn, thể hiện rằng chủ nhà anh Việt là một trong những người tôi phải nói là đại gia, bởi vì chúng ta sở hữu quá nhiều đất đẹp. Đây là về cái phần mặt bằng công năng tầng 1. Trong phía Nam thì người ta gọi đây là tầng trệt, thì các bạn để ý nhá, chứ không nhiều người thường hay hoạch tôi là vì sao công trình này có một tầng mà lại gọi là hai tầng, hay là có hai tầng lại gọi là ba tầng. Đấy là cái khái niệm mà đặt cái ngôn từ ở hai khu vực nó hoàn toàn khác nhau. Ở trong phía Nam và trong khu vực Bình Dương người ta gọi đây là tầng trệt, thì tôi cứ tạm thời tôi gọi đây là tầng trệt để các bạn dễ hình dung hơn. Thì bố trí công năng ở phía dưới này thì chúng ta gồm một khu vực sảnh chính đi vào, khu vực sảnh chính, ngoài ra thì chúng ta có một khu vực ở sảnh phụ và một lối đi ra bên ngoài sân vườn. Bố cục ba lối tiếp cận như thế này là khá là phù hợp, nó sẽ giúp cho chúng ta đi lại thuận tiện. Thứ hai nữa là đi ra các khu vực ở trong khuôn viên đất của chúng ta dễ dàng hơn. Ở dưới tầng trệt thì chúng ta có khu vực phòng khách rộng 30 mét vuông, phòng khách sẽ liên thông với khu vực bếp và phòng ăn rộng gần 30 mét vuông. Ngăn cách giữa khu vực phòng khách và phòng bếp là một cái hệ vách này các bạn có thể sử dụng là hệ vách gỗ cũng được, hay là sử dụng bằng cái chất liệu như thế là inox mạ vàng, hay là các cái chất liệu bằng tường xây, chúng ta trang trí một chút cũng được. Nói chung là nó sẽ là ngôn ngữ, nó vừa kín lại vừa hở, vừa tạo cảm giác rộng rãi sang trọng mà vừa tạo cảm giác riêng tư. Ngoài ra thì chúng ta có một phòng 01, phòng ngủ 01 dành cho ông bà ở ngay phía dưới tầng 1, rộng 13 mét vuông. Phòng này thì có nhà vệ sinh khép kín ở bên trong, rộng 5 mét vuông. Ngoài ra thì chúng ta sử dụng một phòng vệ sinh chung ở bên ngoài, rộng 3,9 mét vuông. Chúng ta để ý rằng cái cầu thang của chúng ta bố trí ở ngay khu vực trung tâm, đây còn gọi là khu vực nút giao của công trình. Lên trên lầu 1 thì chúng ta thấy rằng khi mà cầu thang bước lên thì các bạn lưu ý rằng là cái cầu thang này cực kỳ quan trọng, các bạn phải chia số bậc làm sao nó rơi vào những cái con số đẹp, ví dụ là 21 bậc hay là ví dụ là 25 bậc. Đấy là những con số đẹp. Chúng ta cứ nhẩm vào trong miệng là gì ạ, là sinh lão bệnh tử, thế nên là chúng ta hạn chế và rơi vào những cái con số chẵn, con số chẵn ví dụ 22 hoặc là 24. Đấy là cái điều cực kỳ kiêng kỵ. Trên lầu 1 thì các bạn thấy rằng chúng ta có 3 phòng ngủ, trong đấy có một nhà vệ sinh chung, một khu vực sân chơi ở phía bên ngoài rất là rộng lớn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem qua cái phần mặt đứng và phần mặt cắt công trình này, xem công trình của chúng ta có kích thước chiều cao là bao nhiêu. Đây là về cái phần mặt đứng công trình. Công trình này có kích thước thông thủy ở tầng 1 là 3,9 m, ở tầng 2 là 3,6 m và tầng mái là 2,3 m. Chiều cao từ đỉnh mái đến cốt 00 của chúng ta là 10,55 m. Như vậy là cái kích thước này cũng khá là phù hợp rồi. Đối với lại những cái kích thước thông thủy thì tôi đã khuyên các bạn rất nhiều, chúng ta chỉ nên lựa chọn một trong số những con số ví dụ như 4,2 m, 3,9 m, 3,6 m hay là 3,3 m. Đấy là những con số đẹp, những con số chia hết cho 3, những con số mang cái phong thủy rất là tốt, cũng như thế là sau này các bạn tích hợp với nội thất cũng khá là phù hợp. Tương tự đối với lại các mặt đứng còn lại thì trên cái phần mặt đứng này thì chúng tôi đã đem ra kích thước khá là rõ ràng để chúng ta có thể là căn cứ vào đấy để thi công sao cho nó chính xác, nó hiệu quả, nó không bị sai. So với lại ngày xưa thì chúng ta hay làm bằng cái biện pháp là chúng ta thường hay đi xem những cái ngôi nhà đẹp, và chúng ta tự vẽ lên mặt bằng, sau đấy yêu cầu thợ làm giống như vậy. Thì khi mà làm như vậy thì chúng ta lưu ý rằng là các kích thước nó sẽ không khớp nối được với nhau. Bởi vì trong một công trình toàn bộ kích thước chúng ta lưu ý rằng là nó phải liên kết với nhau, nó phải khớp nối với nhau và nó phải tạo thành một cái thể thống nhất. Thế nên là khi mà chúng ta làm, chúng ta không có sự tính toán, không có hồ sơ thiết kế thì rất dễ dẫn đến những trường hợp là đánh nhau, cãi nhau hay còn những cái vấn đề khác hơn nữa.
Trong cái phần mặt cắt công trình, các bạn sẽ để ý đến cho tôi những cái vị trí nào chúng ta hạ cốt sàn bê tông, vị trí nào chúng ta nâng cốt sàn bê tông. Thì với những vị trí như thế là nhà vệ sinh hay là khu vực sân chơi, sân phơi thì bắt buộc chúng ta phải hạ cốt sàn bê tông. Mục đích là chúng ta đánh dốc thoát nước và chúng ta tránh cái việc ở bên ngoài, ví dụ như bụi bẩn hay là nước mưa nó chảy trực tiếp dội ngược vào bên trong. Một cái kích thước bất di bất dịch mà trong bất kỳ hồ sơ nào thì tôi cũng phải nhấn mạnh đến quý vị và các bạn. Thứ nhất là về cái mặt bằng lát sàn. Trên cái phần mặt bằng lát sàn này, chúng ta phải tính toán làm sao để cái gạch chúng ta lát nó không bị vỡ vụn. Thường là chúng ta hay làm theo thường là những người thợ người ta hay làm, người ta không có sự tính toán và người ta làm dựa trên những cái quán tính. Ví dụ như ốp lát thì người ta cứ tính ốp tự do là sau đấy hết bao nhiêu sẽ cắt cụt đến bao nhiêu. Thì khi mà làm như vậy thì các bạn sẽ biết rằng là gạch của chúng ta nó rất là xấu, nhiều khi là nó sẽ không theo được những cái vân gạch như ý muốn. Thế nên là trong cái thiết kế chúng ta phải chia ra mặt bằng lát sàn, đây là cái phần quan trọng. Tương tự như thế là đánh độ dốc thoát nước, thu nước ở trong các nhà vệ sinh. Cái thứ hai nữa là bóc tách chi tiết các nhà vệ sinh. Vì sao lại phải cần? Vì sao phải cần? Các bạn lưu ý rằng là có rất nhiều những cái trường hợp hy hữu rằng là gì ạ? Là chúng ta thiết kế xong nhà vệ sinh, chúng ta xây xong rồi nhưng lại không đặt được các lavabo, thiết bị hay là cái bồn tắm đứng. Đấy là một trong những cái mà ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc chúng ta sử dụng hàng ngày. Và một cái điều không thể thiếu nữa đấy chính là cái kích thước lỗ ban. Kích thước lỗ ban nó liên quan đến tài lộc, liên quan đến vận mệnh của gia chủ. Thế nên là trong bất kỳ video nào tôi cũng phải yêu cầu các bạn là chúng ta phải tính toán cái thước lỗ ban này. Chúng ta kiểm tra bằng cách các bạn vào trong website của Bang Home, các bạn click vào trong mục thước lỗ ban. Thì trong này các bạn chỉ việc truy cập vào thôi. Ví dụ như kích thước phủ bì của chúng ta là 2m7 thì các bạn phải trừ đi những phần khuôn bao phao nẹp, những phần canh cửa cố định thì chúng ta chỉ còn 1m600 thôi. Các bạn nhập 1600. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ rơi vào cái cung, ở đây là cung tác quan. Cung này nó nằm trong khoảng quý nhân, khoảng này rất là tốt. Gặp khoảng này thì chủ nhà sẽ luôn gặp được những điều khả quan, làm ăn phát đạt, bạn bè thì trung thành, con cái thì thông minh hiếu thảo. Đấy chính là lý do vì sao mà các khách hàng đã làm việc với Mark Home rồi, các khách hàng đấy lại luôn làm ăn phát đạt, luôn vui vẻ và luôn gặt hái được rất nhiều thành công. Bởi vậy là các khách hàng cũ của chúng tôi là quay lại giới thiệu cho anh em, bạn bè, cho người thân. Đấy chính là cái tâm trong cái quá trình làm nghề. Chúng tôi luôn kiểm tra rất đầy đủ về phong thủy cho quý khách hàng, từ công năng phong thủy đến giá thành. Đấy là ba yếu tố không thể thiếu được ở trong cái thiết kế của chúng tôi. Video ngày hôm nay thì tôi đã vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu nhà rất là đẹp, rất là hiện đại. Tôi phải khẳng định được đây là một trong những cái mẫu rất là tây, rất là hiện đại trong cái tháng này. Bạn nào có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói, các bạn nhanh tay liên hệ qua hai số online của chúng tôi là 0964458858 hoặc là 0828133333. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối vui vẻ với người thân và gia đình.